Hello, xin chào mọi người. Ok, hello, xin chào mọi người. Thì buổi hôm nay mình sẽ cùng mọi người cấu hình. Buổi hôm trước mình đã cấu hình rồi, thì buổi hôm nay mình sẽ cùng mọi người là check cái file output build ấy, sau khi mình dùng build root ra đúng không? Thì nó sẽ bao gồm những file nào? Ok, thì mình sẽ đi vào cái file build root nhé, folder build root nhé. Ok, mình sẽ đi vào thằng build root này. Rồi, ok. Thì đây là thằng build root đúng không? Mình xem qua cái folder output nhé. Image. Đây, output image đúng không? Thì nó sẽ gồm file device tree này. Bao gồm root file system, input image, kernel image, MLO đúng không? Và SDK image. Thì trong cái thằng SDK image này nó sẽ bao gồm tất cả những cái thành phần ở trên, nó đã build kèm vào thành một cái image to. Thì thường thường ấy mình sẽ chỉ cần dùng cái image to là mình ghi vào cái thẻ nhớ là được, là mình có thể chạy được bình thường code của hệ điều hành. Thì làm cách nào để ghi cái image vào thẻ nhớ đúng không? Thì ở trong hướng dẫn họ đã có nói cho mình rồi, thì mình sẽ đi vào bot nhé. Biggerbone. Readme. Mình sẽ đọc cái file này lên này. Ok, thì ở dưới này nhé, họ có gợi ý cho mình một comment để mình ghi data vào trong thẻ nhớ nhé. Một cái chú ý ở đây, có một cái chú ý nho nhỏ đối với comment này, một chú ý nho nhỏ đối với comment này. Comment này thì chạy thì cần quyền sudo nhé. Quyền sudo là quyền quản trị hệ thống đấy. Và mình giải thích comment này một chút này. Comment này có ý nghĩa là mình chép cái data từ đâu vào đâu, đúng không? Cái từ đâu ấy là cái SDK image của mình, vào đâu ấy thì là vào cái phần, là vào cái file, vào cái thẻ nhớ, đúng không? Vào cái thẻ nhớ để mình có thể boot được mạch thông qua cái thẻ nhớ đấy đúng không? Đấy. Thế thì mình cần chú ý là mình ghi dữ liệu vào đây là vào một cái ổ cứng hoặc là thẻ nhớ, thì mình sẽ cần phải ghi vào đúng địa điểm. Nếu mà mọi người ghi sai ấy, thì nó sẽ chép đè thông tin lên các cái vùng nhớ khác ấy. Có thể là mình sẽ hỏng cái máy ảo luôn. Comment này mọi người hết sức cẩn thận. Bước 1 thì mình đã cần phải check cái thiết bị USB của mình là thiết bị nào bằng cách là mình dùng cái lệnh lsblk. Đây. Ở đây nó có hiện là các cái ổ của mình này. Có SDA là đây là ổ chứa hệ điều hành của máy ảo. STB chính là cái thẻ nhớ của mình. Thẻ nhớ của mình là 32 GB đấy. Thì nó sẽ hiển thị ở đây. Mọi người nhìn vào dung lượng này, mọi người kiểm tra nhé, xem có đúng thiết bị không. Đây, thẻ nhớ của mình thì là 32 GB, dung lượng thực tế là 29,1 đúng không? Và nó gì, và nó sẽ gồm hai phân vùng SDB 1 và 2 đúng không? Đây là sau khi mình đã flash thẻ rồi. Thì ở đây mọi người sẽ chạy cái lệnh này cho mình. Mình sẽ chạy cái lệnh này nhá. Chạy lệnh copy này nhá. Ok, mình chạy cái lệnh này. Thì đấy. Không thực thi. Đây. Ở đây thì mọi người chọn là STB nhé, là cái tên của cái ổ cứng. Mọi người chọn, nhớ chọn cẩn thận đấy. Chọn cẩn thận. Đây. Thì mình sẽ ghi SD card email vào trong cái thẻ nhớ. Đúng không? Chạy với quyền sudo. Ok, thì như mình thì mình đã ghi rồi, mình không muốn chạy lại nữa. Mình đã ghi xong rồi, và sau khi xong nhé, mọi người sẽ thấy nó sẽ tự động chia cái thẻ thành hai phân vùng. Hai phân vùng khởi động. Ok, thì toàn bộ dữ liệu ở trong hệ điều hành đã nằm trong thẻ nhớ ấy rồi. Thì mọi người có thể dùng một con băng dump để mọi người kiểm tra nhé. Sudo dev con băng mount để kiểm tra. SDB2.
Root file system mình thì nó sẽ được phân vùng lưu vào SDB2 nhé. Và đây mình mount thẻ. Mount media. Cái phím M của mình nó bị lỗi. Sorry mọi người. Ok thì chắc video mình dừng ở đây đã, bởi vì cái bàn phím mình nó bị lỗi key. Mình fix lỗi thì mình sẽ up thông tin lên file tiếp theo, chuỗi video tiếp theo nhé. Thì tạm thời video mình dừng ở đây.